coi được clip của cô Út nha. À, không phải là cô Út ở Trà Vinh nha, mà này cô Út ở Bọt. À, là ở Thốt Nốt. Thì chú coi cô Út đó như thế nào mà chú muốn kết nối với cô đó. Chú không thấy cổ được đó, lo mà ăn rồi kia được. Chuyện hiền có đạo đức. Rồi, kính chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Dạ, chào chú nha. Dạ, dạ. À, chú giới thiệu chú tên gì đi. Chú tên Nguyễn Văn Thành. Tên năm 63, 60 tuổi. À. Quê quán ở An Giang, Châu Thành, Bình Hòa. À. Thì... Ê, con hỏi chú coi như là cái vụ của cô ở Trà Vinh là coi như là bỏ qua hả chú? Bỏ qua rồi. À, tại vì chú có hiểu cái vấn đề gì không chú? Chú cũng nghe nói cổ chứ cũng bài bạc chồng con nữa. Thì thôi bây giờ con mình không có nhắc lại cái chuyện đó ha. Yeah. Bây giờ con nói chú nè, bây giờ hôm nay là chú coi được clip của cô Út nha. À, không phải là cô Út ở Trà Vinh nha, mà này cô Út ở Bọt. Là ở Thốt Nốt. Thì chú coi cô Út đó như thế nào mà chú muốn kết nối với cô đó. Chú không thấy cổ được đó, lo mà ăn rồi kia được. Chuyện hiền có đạo đức. Rồi bây giờ hôm nay là chú phải nói thiệt tình ha. Chú đừng có nói thêm, cũng đừng nói bớt cái điều gì hết. Có hay sao mình nói gì hết chú. Yeah, yeah. Còn cái sự việc bữa hôm là chú coi như là chú đùa giỡn hay là sao chú? Hay là chú thiệt lòng mà nhưng mà thấy tình hình vậy rồi chú rút lui. Thấy tình hình vậy chú rút lui. Thấy tình hình vậy chú rút lui. Dạ, rồi. Thì bây giờ con nói chú bất cứ á, bữa hôm con nói bất cứ là chú muốn quen một người nào đó. Thì chú phải là chú phải là xem xét cho kỹ rồi mới đến. Dạ, dạ. Rồi mới đến thì ai bất cứ trong đây ai cũng vậy, nam hay nữ muốn muốn đến với một người nào đó thì phải phải thật lòng. Thứ hai nữa là mình phải nói thật. Yeah. Thứ ba nữa là mình tìm hiểu cho nó kỹ hơn trước khi mình đến với người đó, nghe chú? Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Bây giờ á, theo như chú là chú nói là cô Út này, cái kia là cô Út 200 triệu là khác. Ừ. Còn cô Út này thì không có nói gì tới thì tiền bạc, miễn không nói tiền bạc. Cô Út này chỉ là nói về cuộc sống lo cho cô, nói no bằng ăn. Biết có nghề nghiệp luôn nha. Rồi, dạ. Là được ha. Chú chịu không? Chịu. Rồi, mà cái này là con nói vậy thôi, còn cái chuyện mà chú thích của cô Cốt này thì cái đó là quyền của chú. Ở đây con không ép chú nha. Là chú chịu phải không? Chịu. Ừ. Thấy cổ. Thì chú nói chuyện lớn lớn đi. Chú thấy cổ cũng thích, cổ cũng hiền. Thấy con ngồi. Chú ngồi đi. Thì nếu mà chú chịu á thì để ngày mai rồi cho hai cô chú gặp mặt nhau nói chuyện ha. Chứ thì bữa nay thì cô đó không có đây. Cô đó không có đây thì để ngày mai rồi cho gặp mặt đó. Bây giờ nếu mà cô đó thì ở nhà trọ đó thì chú có chịu không? Chịu, chú thích mấy người nghèo ở nhà trọ này kia rồi đó, vậy lo mà ăn thì được, chú thích. Ở căn nhà cửa gì. Bây giờ con hỏi thiệt chú một lần nữa nè. Chú này chú nói phải thằng lòng nha. Rồi. Cái bữa hổm con lên quay đó là chú ở nhà trọ. Chú ở nhà trọ, ở Bằng Ăn, là quê chú ở Tân Phú. Quê chú là ở chỗ khác, ở Tân Phú. Nhưng mà là chú ở nhà, ở trên chó đó, chú có nhà riêng không? Có. Chú có nhà riêng ha. Thì cái này là chú phải nói thật lòng nha. Khi mà con cáp đại vô chú á, là sau này con phải, cô Út muốn lên tìm hiểu tại nhà chú thì con phải dắt lên tới nhà, chứ không phải đi dắt nhà trọ nữa nha.
đã nhà trọ thì mấy anh em đã biết rồi, chuyến này là mình về mình đi tặng nhà luôn. Nếu mà chú thương cô này là cốt này thật tình thì chuyến này là không có ghé nhà trọ nữa mà đi về tặng nhà chú, cho nó chính xác hơn, cho cô chú anh chị em ở đây biết rõ hơn là chú phải có nhà nha. Chú thấy sao? Vậy cũng được chú, nữa cứ rảnh thì chú tám mình đi cho. Đúng rồi, không con ở ngoài ở trên Tân Phú. Nếu mà cô Út đó chịu là con sẽ dưới cô Út với anh em. Chú dắt về nhà. Nếu mà chịu nha. Còn nếu mà chưa chịu thì thôi đừng dắt. Dắt làm chi? Nhà chú tránh giờ ai ở, con chú ở hay là chú ở? Chú đóng cửa bỏ. Chú đóng cửa bỏ. Ở quê đóng bằng tiền. Nhà chú cho con hỏi nhà gì? Nhà thiết. Chú nó lớn lên tiếng hơn. Nhà chú nhà thiết cũng bình thường như nó lớn lên. Nhà ton, xung quanh ton, trên ton, dưới ton luôn, xung quanh ton luôn. Rồi nền đất hay là nền gạch? Gạch. Tàu hả chú? Coi như là mình xây gạch phải không? Xây gạch. Thì mình đúc cái nền xây gạch. Rồi mình cắt cái nhà kiên chế, đúng không? Đúng rồi. Nhà kiên chế chú bề ngang mấy mét? Bề ngang 6 mét dài 10 mét. 6 mét dài 10 mét. Chú nói phải cho chính xác nha, tại vì sau này mấy anh em còn đi lên tới nhà chú đó. Chứ không phải mà nói vào qua lo. Đúng rồi. Sau này cô Út này nói là thôi giờ Tiến ơi dắt cô Út lên tới nhà chú để tham quan coi có như thế nào, thì sẵn đây con hỏi luôn là chú ở chảnh là chỉ còn cái nền nhà hay là có đất cát gì không? Chú trồng thuốc nam 30 với 50 rồi cho anh ta mướn. Coi như là trồng thuốc nam 30, còn 50 là cho ta mướn. Là tổng cộng là mình mấy công? 8 công. 8 công là cái là sự thật ha. Sự thật. Bữa nay sự thật chưa? Dạ thật. Bữa nay không sự thật là con nghĩ cách nói đó nha. Dạ dạ. Nó phải nói cho thật lòng nha. Đúng rồi. Bữa hổm là nói chú nghĩ sao mà cà gỡn với cô đó? Chú nghĩ như thế nào? Chú cũng nghĩ khổ đòi cũng cao quá, chú cũng có thấy coi như là nói chung chú có đất thiệt. Có. Nhưng mà không phải là số đất tới 27 công. Đúng không? Có 8 công thôi. Nhưng mà nói chung ra là cũng có đất chứ không phải là không có. Nhưng mà số có 8 công thì nếu chung bán 2 công thì cũng có số tiền đó rồi. Đó, mà nhưng mà chú nói nghe cô này nói số tiền đó quá nhiều rồi chú đẩy luôn. Quá nhiều đấy. Đẩy luôn. Trời ơi, chú không rảnh quá rảnh. Thì mong rằng tất cả cô chú anh em hãy thông cảm cho chú nha. Chú có lỡ mà nói không đúng cái gì đó thì bây giờ hôm nay chú chịu thiệt, nói thiệt. Rồi chú có thiệt á. Rồi bây giờ chú xin lỗi cộng đồng đi. Rồi cho xin lỗi cộng đồng rồi. Rồi cũng vui vẻ, cũng nói chơi đùa đó. Giờ nói thiệt. Nói lớn lên, nói lớn lên. Chú xin lỗi cộng đồng. Rồi cũng nói đùa chơi thôi chứ không có gì, cộng đồng đừng có ném đá. Cũng xin lỗi. Rồi coi như là chú là có 8 công ruộng vườn nha, chứ không phải là đất ruộng 8 công vườn đó. 8 công vườn dưới nhà luôn hả? 8 công vườn dưới nhà. 3 công thuốc nam. 3 công là trồng thuốc nam. Bây giờ mình phải đi tới nhà mình coi mới được. Không, chuyến này là chuyến này tụi con phải đi tặng nhà con, tụi con mới chịu. Dạ đúng rồi. Mà có giấy tờ không chú? Phải có giấy tờ chứ. Cái đó là có cái bằng khoáng của mình giữ ha, ai giữ? Dạ mình giữ. Rồi. Dạ dạ, bằng khoáng tên chú luôn ha. Ông tên rồi có mấy nhỏ con đó. Đâu có bằng khoáng sao mấy nhỏ con đứng tên được, cái số hộ khẩu mày là mấy nhỏ con đứng tên, còn cái bằng khoáng đó là hiện giờ tên của ai? Ai đứng cái bằng khoáng đó? Chú đứng mà chú chia cho mấy nhỏ. Chú nói gì không sao rõ. Bây giờ nó không có rõ. Bây giờ chú nói không có chính xác. Bây giờ nói lớn lên ngay. Bây giờ cái cuốn sổ màu đỏ đỏ đó. Bây giờ ai giữ? Chú giữ. Chú giữ là bây giờ ngày mai tụi con xuống quà là chú phải đưa cái đó tụi con coi nha. Coi đứng ai đứng tên trong đó. Cái này là thiệt tình chứ không có giỡn nha chú. Tụi con làm là thiệt tình đó. Bằng khoáng là bây giờ nó có hai loại bằng khoáng. Bằng khoáng hộ hay là bằng khoáng cá nhân. Bằng khoáng hộ là trong đó nó có con cái trong đó nghe anh Thanh Tiến. Đúng rồi. Còn bằng khoáng kia là của một mình chú thôi. Nếu bằng khoáng hộ á, sau này chú muốn tách ra cho ai đó là mấy người trong cái bằng khoáng đó là đều phải ký vô đó hết. Đúng không? Còn bây giờ là cái bằng khoáng đỏ đó là ai đứng tên, chú đứng tên hay là các con chú cùng đứng tên đó?
mà thôi đi bỏ đi cái đó xuống, ngày mai mình xác minh đi. Rồi hỏi nhiều cái chú cũng không có thành nữa. Không có, mà bây giờ nè, bây giờ chú phải, bây giờ nè, cái này là không phải chuyện đùa giỡn, bữa nay là không đùa giỡn nha. Bữa nay là tụi con là xác minh đâu đó rõ ràng. Thứ nhất là nếu mà cô Út này hay là chú chấp thuận, hai người quen hoặc đến với nhau, thì tụi con xác minh chính xác hơn là mới cho kết hợp với nhau nha. Chứ mà nếu mà chú nói dối nữa là tụi con không kết hợp. Bất cứ ai cũng vậy, không phải là riêng chú, mà phải là sự thật. Tại vì ở đây là làm bằng cái sự thật, chứ không phải là nói dối. Còn bữa hổm chú nói là cô đó đòi quá cao rồi, chú đẩy luôn. Đẩy luôn, đẩy, trời ơi, trời không có mà đẩy luôn. Không, cô chú đắt thiệt chứ không phải là không có. Nhưng mà cái số đắt có 8 công thôi. Mà 8 công bán cũng được, hay chia 2 công cũng được rồi. Đủ dư, dư đắt dường dư luôn. Bây giờ nếu mà đất bèo bèo bây giờ cũng cả trăm mấy rồi, đất ruộng ở chỗ quê em mà cũng còn 170, 180 mà rồi. Đất vừa bất vượng cao giá hơn được à, nếu đấy là ta chơi thì tỉnh mà. Không mà nói chung ra là bây giờ cái chuyện đất đai đó bây giờ không bàn tới nữa rồi. Mà bây giờ bàn ba đúng rồi, bỏ qua bên của chị Út. Mà bây giờ bàn tới là cái chuyện sự thật rồi, không nói dối. Mà có chú có coi hình của chị Út chưa? Có, chú nói thích rồi. Thích rồi phải không? Thích. Bây giờ để ngày mai, ngày mai là bắt đầu mình cho hai người gặp mặt, cho hai người bằng gặp mặt nhau. Chị chịu không? Chịu không? Còn mà chú mới xem hình không à, mà bây giờ phải xem ở ngoài cái nữa, coi hình dáng người, coi tướng nữa. Tá coi comment có hot girl hay không. Hot girl không, quên nó men. Chú là men lì, con thấy men lì rồi. Chú là men này, chú là 60 là còn cứng khừ. Ở đâu mới mua cái áo gì mà đẹp quá hả? Đã mua lâu rồi. Lâu quá, tức là mới mua nãy luôn chứ. Rồi bây giờ nếu mà Út mà chịu là phải dắt qua bên cho qua nhà chị vợ coi mắt cái nữa, coi mắt chú coi sao nữa. Vậy sao bây giờ anh làm em cũng gói nè. Bây giờ trước tiên mà cho gặp mặt rồi chú rồi. Đúng rồi. Là anh phải dắt anh Thành phải qua bên vợ trước. Qua anh vợ coi. Qua vợ coi. Coi cho chị vợ coi mắt nữa. Coi mắt rồi xong mình mới về chỗ nhà chú coi nhà cửa sao nữa. Coi mới đảo về nhà chú không. Nếu mà thiếm Út chịu rồi bên vợ của chú kìa chịu luôn, chịu là mình mới dắt về trên nhà xác minh rồi. Đi lên nhà của chú là đi thẳng nhà chứ không ghé nhà trọ nữa, mà đi lên nhà luôn. Bây giờ nếu mà thiếm Út với chú Thành này chú đến nhau rồi mình làm gì sống? Mua bán chỗ hiện giờ chỗ chú ha. Chứ không phải về quê mình trồng vườn được không? Quê giờ không có sợ gì làm, nhưng mà mình canh tác trên cái mảnh đất của chú nói kìa. Chú thì cho mướn rồi. Nó lớn thì chú nói chuyện mà hồi nhỏ mấy lớn. Công kia thuốc nam chồng chú nó mạnh dạn cái làm phước, còn mấy công kia cho người ta mướn. Coi như là bây giờ còn hỏi là ba công đất kia là chồng thuốc nam mới mình cho mướn hay là mình cho chồng không để làm chồng phước? Chồng không để làm phước, chú ơi. Giờ chồng thuốc nam cho không thuốc. Vậy hả? Dạ. Trồng cây gì cho nó, ai muốn trồng cây gì đó. Cây thuốc nam á. Nam thì nhiều loại cây. Và cây nhỏ nhỏ ngắn hạn ra mấy tháng thì mấy tổ từ thiện rồi ta trồng rồi ta. Đó, trồng rồi mấy tháng thuốc. Làm thuốc. Rồi bây giờ mình lấy lại được không? Được, mình lấy lại mình trồng cái gì, mình canh tác, mình kiếm cái phương tiện mình sống chứ. Kiếm sống tại bây giờ mình đã có vợ rồi, mình phải tính cái phương hướng nào để mà lâu dài chứ bây giờ. Được. Được không? Được. Rồi. Được rồi, vụ đất đai là có thể ổn định rồi đó. Bây giờ để mình coi nhà cửa đồ làm sao nữa. Thì mình bữa nay là cái quan trọng đây đó là nói cho cô chú anh em hiểu rõ hơn về chú Thành. Chú Thành. Thì cái clip này là không phải là clip đùa giỡn nha chú. Cái này nè, con cái nói thật sự nha. Là không phải là clip đùa giỡn. Nên chú nói những câu gì thì chú phải chịu trách nhiệm. Đúng rồi, giờ mình quen người ta tin tưởng mình. Tại vì lúc trước chú nói Tiến ơi, chú lên kênh của Tiến mà sao mà chú không có cô nào chịu chú hết. Chú xin số biết bao nhiêu cô rồi, cô nào cũng chê chú hết trơn á. Cô nào cũng chê. Thì hôm nay nếu mà được kết duyên với Thím Út thì chú phải là thương yêu thật lòng. Mà rồi chừng nữa hỏi Thím Út cũng vậy, phải thương yêu chú thật lòng đó, thì mới đến với nhau nghe chứ. Về mà mới 2-3 ngày hay là nữ 10 bữa nửa tháng lại ra đi nữa thì 2-3 ngày thì lúc mời quải gói về đây cái nữa là không ngon à, không yên mà thấy không ổn mà. Ở lâu dài mà chú có, nếu mà có vợ rồi thương vợ không? Thương chứ, thương ha. Đầu tiên về cưới vợ chú làm gì? Đầu tiên rước Thím Út về là làm gì? Buôn bán rồi sống. Buôn bán không có, ngày đầu tiên á, ngày đầu tiên rước về làm gì?
rước về ở chung nhà. Đúng rồi, ở chung nhà được rồi. Đúng rồi, ở chung nhà chứ không lẽ bỏ bỏ mấy mút. Rồi sau đó nè, tiếp theo. Nhà, ở chung nhà rồi làm gì nữa? Tiếp theo. Đâu có làm gì nữa. Mày làm gì hết. Phải nấu cơm chứ, mút ăn đầu tiên. Ừ, nấu cơm ngồi ăn chung tâm sự rồi cái ngày đầu tiên là vui nhất. Rồi. Tại vì hôm họ bây giờ chú là ngồi ăn cơm của anh nè. Dạ. Bây giờ có hai người để mình nấu cơm, mình ăn, mình trò chuyện nhau, hú hỉ nhau cho nó rất là vui. Đúng rồi. Ăn cơm xong làm gì? Thôi ngưng đi. Ăn cơm xong làm gì? Rửa chén. Rửa chén lau nhà. Không, con hỏi thiệt chứ không phải nghĩ bậy. Chưa tới đói, cái đó là chưa tới đói mấy ban ngày thôi. Thôi quý cô chú anh chị cũng thông cảm, tại mình vui với chú một chút. Nói chung ra mình vui tới đó thôi. Chứ đừng có lố quá. Vui quá là nó hết vui á. Vui quá cái đi xa luôn. Anh đi xa quá. Rồi thì nói chung ra thì chú để gắn ngày mai đi ha. Con hẹn Thím Út lại để coi hai người gặp mặt. Cô với chú tìm hiểu với nhau coi có hợp nhau không. Hiện giờ là chú thích bao nhiêu phần trăm? Cũng 70-80%. Trời ơi, vậy là ngon luôn rồi. Vậy là sáng đêm hôm coi clip đó hả vậy? Thức sáng đêm luôn quá. Có đêm luôn. Rồi hàng chi bữa nay con mắt chậm lơ luôn. Thức sáng đêm không ra hơi luôn. Thức sáng đêm mà chú coi để ý những câu nói, những cái từ ngữ của cô phải không? Chú coi cổ cũng hay. Thấy vui không? Thấy vui không? Rất vui ha chú. Bằng ăn rồi cũng mà giờ trước tiên là nếu mà sửa soạn hỏi cưới là bữa nào đi xuống nhà trọ mua cặp chịch đem lên tới nhà trọ. Thôi ha, tại vì bà là vì Út này á là bà chỉ có cặp chịch thôi. Cặp chịch được rồi mà hứa rồi ha, mà không đòi sát xương, 15 năm sau chẳng còn đòi. Chú hứa cặp chịch. Nói vậy chứ chú Thành cũng rất là thiệt tình. Không thiệt tình lắm, giống như mình hỏi một câu trả lời một câu, hỏi một câu trả lời một câu. Cái người mà không thiệt tình á là mình hỏi một câu người ta trả lời 10 câu. Không biết cô chú anh chị em này có đánh giá về chú Thành như thế nào thì bữa nay mình không ngồi, biết. Nãy giờ thấy cái nút áo là tôi không chịu rồi đó mà giờ gài lại rồi đó, thật sự ra nói mà nếu mà có ai mà ở bên ngoài tiếp xúc với chú Thành, nói chung là chú Thành cũng dễ thương. Hiền lắm chứ. Hiền chứ con không phải là gì. Đó. Thì thôi bây giờ trước khi mà kết thúc cái video này, chú nói với lại nào tất cả cô chú anh chị em cộng đồng không? Có, đặc biệt là người ấy. Đặc biệt là cái người là sắp sửa chú tìm hiểu. Chú nói đi. Xin cảm ơn cái đồng mạng với trong nước ngoài nước với cái cô mà cô Diệp. Cô gì mà chuẩn bị nè. Đã để ý đến cô, mình. Cô Út bỏ. Cô Út bỏ. Ý đến mình đó, mình cũng cảm ơn cổ. Chứ không phải cổ chạy dịch nữa. May mắn. Chúc cổ may mắn. Dạ. Rồi thôi vậy là tiếng cũng phải. Chưa gì hết, người ta chào khán giả đi, chưa có chào khán giả. Chưa tới cổ mà. Chưa muốn chú muốn, chú muốn gặp cổ nôn lắm hả? Rồi thì thôi tiếng cũng tạm dừng cái video đây, thì tiếng cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc. Những cô chú anh chị em nào chưa có lên chương trình của Tiến hãy đến tham gia và đăng ký, nhớ thương mấy anh em, cho mấy anh em một lượt like, một lượt chia sẻ và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của mấy anh em nha. Thôi chào khán giả đi chứ. Rồi chào khán giả. Cảm ơn cả đồng mạng. Đừng có ném đá. Thôi gì rồi.